Nửa ăn cho thích nửa. Cái này là của Quyến hay cái này là tiền của Quyến hay hay là tiền của ai hay là tiền của câu nè. Em thấy ông ăn chưa? Hả? Em đi chơi cho tối. Chị chơi ra chơi cho ông ăn chưa? Hả? Em đi chơi cho tối thì nhỏ vô biển thôi. Đó, công viên, đây là công viên Nguyễn Tất Thành. Đó. Thôi ta đi vào một vòng à, để ta trả tiền cái xúc xích vừa rồi này. À của Thục Quyến à? Ờ à, thì Thục Quyến lấy tiền trả. Thục Quyến mà ta đi dạo vòng không? Thục Quyến. Vậy ta đi dạo một vòng. Rồi. Cầm tiền đó không? Không thì cầu trả cho đó rồi, cầu trả cho. Rồi đây. Cầu trả cho cái xúc xích này nha. Rồi. Này Thục Quyến này, đưa lại trả tiền cho gì này, nó cháu ăn thêm một cái nữa trả tiền nha. Lấy thêm cái nữa, lấy thêm cái này. Rồi thôi ta đi dạo không, đi lại để ta ngó văn hóa này. Đây, văn hóa rất là đẹp. Không ơi, đi con. Rồi đây này, vô trong thì ta xem là để ta xem văn hóa này. À không, công viên đi không cần trả tiền mua vé. Nó vô trong này đẹp ra nè, ta xem nó trong là có tường Bắc Hồ đóng này. Đây hóa nhiều chưa, thấy chưa, thấy đẹp chưa, thích chưa, ba bức tường luôn. Ồ nó thấy chưa. Rồi ta vào trong đi, ta xem này, hơi bị đẹp luôn này. Ồ Thục Quyến vứt quẹ lung tung phải không, lặt quẹ lên đẹp không, mọi người thử xem có đẹp không. Ờ rồi thì ta chụp ảnh này. Oh, hóa nhiều loài hóa đây, rất là đẹp đúng không? À, đó là các cái anh thanh niên. Anh thanh niên đi về bác. À, các cháu thiếu, rồi dưới là cháu thiếu niên cùng với bác. À. À. Đây là hồ này gọi là hồ Gón này. Hồ Gón đó. Này, đây là tường bạc khô này với các thanh thiếu niên này, như đông này. Đó. Đó, thấy chưa? Thích chưa? Đi đường đi thông này, đường này cho chị con này.
À đây là nơi họ câu cá này, này. Cơm của họ đó, họ nạt đó. Được. Họ đang câu rồi. Đừng có nữa trụt chân xuống dưới là chết rồi đó nha. Nguy hiểm. À, rất sâu, nguy hiểm.